chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Thao Ami Beauty Spa. Hôm nay thì cùng mình khám phá ca mụn ẩn ở mũi của bạn khách hàng nam bên mình nhé. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn. Cảm ơn các bạn. Em nghe bên này cho chị nhé. Chị gọi cái đèn này cho chị kìa. Cho nó bè bè ngay sang bên kia xíu. Chàng cũng quay rồi nhỉ. Em chàng cái này. Chỉnh góc này không được. Chỉnh lại đèn cho chị Thảo đi nha ơi. Em tiến lên một xíu giúp chị xem. Bẻ nó xuống, bẻ cái kia. Ok chưa? Đấy, này nó mới được. Chuẩn rồi. Đúng cái tiền nó khác đấy này, cho mình xem. Mình đang hát ở kia đã ra đây rồi, giật tích của mình. Khá quá. Đâu nhỉ? Con này mà vào đầu rồi. Vào đầu thì cũng có mấy con ở đằng kia to mà. Không hết lắm. Em còn làm in em, em làm in em. Xoay, xoay thoải mái đi. Con nhỏ đây xưa xưa tiếng nghệ.
Mai thì chào bằng tiếng Anh không chị? Ok luôn. Cả nhà mình cùng học nhất tất cả các bạn nhé. Em là ngày 14 dương. Em sang tháng cơ. Ừ, thì sang tháng ấy Trinh mới được nghỉ tháng này, Trinh không được nghỉ đâu. Ừ. Để còn rèn hồng. Tất xong. Nhiên rồi. Em biết mà. Thì chỗ đoạn đấy nặn đi Trinh. Đấy. Khóe mũi. Đấy, đang hết nặn hết chỗ này đã. Cực nhiều luôn ấy. To như thế, mạnh em nó không nặng nhỉ. Bực mình. Gạt cái món thịt cái đi. Lưng nha, lưng nha, thẳng nha. Thẳng lên đã từ từ. Để các bạn lên đây đã. Thêm một góc nha. Nhìn chỗ thế ấy nhỉ. Wow, xuống nữa được một tí không? Vượt qua anh ngưỡng đấy là đỡ luôn. Đỡ mà. Mày bé cái đen thân bên kia cho chị một xíu. Ui dồi ôi, mà đầu video thì có mà. Cái gì em? Ấy ấy, ấy bé đen thân bên này một xíu cho chị. Ừ, tối rồi đấy. Ừ. Được chưa? Rồi, ok rồi. Để mà vào đầu video nhá. Bên kia vào đồng vào đầu video cũng to mà. Đây nó lên một đám. Video này đang hết. Video này tuyệt luôn. Thì các bạn cứ để dài hết nhé. Video đến 10 phút không lẽ rồi đâu. Đừng đứng, đừng cười. Nội dung bây giờ hồng rồi. Hồng đừng nói. Nội dung nó cũng nét cực kỳ luôn. Nó đẹp luôn. Với xem bị chóng mặt. Vâng. Đẹp cực kỳ luôn, đẹp cực. Wow. Nó đẹp nhỉ. Đấy, bắt đầu rồi. Chuông đấy chỉ có hotline thôi chị. Ừ. Chị Thảo ơi. Chị này rút sao cô em? Nghiêng lưng hẳn chứ. Giữ chắc nha. Đấy, không sao. Em mới rút quân. Rồi nốt cái chỗ này đi. Ok rồi. Được rồi đấy. Rút được rồi đấy. Đây nốt được này. Giờ cái đèn được chị nên chị bớt cái chân. Cứ nặn hết cái đoạn đấy. Thảo chân nó giữ một tí. Ok. Đấy. Em cố đào xuống đi chứ. Thank you.
Mày đẹp hơn người mẫu đây. Để đến cho người mẫu đi. Sao để được? Đầu tiên ok. Video của mình đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy nhớ like, share và subscribe để đón nhận những video mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.